giống như là bắn pháo bông nha bạn. Mình chào các bạn nha, hôm nay mình đến với công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng ở Thốt Nốt, địa chỉ là Thốt Nốt, Cần Thơ các bạn. Review chiếc kẹt Cube 07 cho các bạn xem ha. Là chiếc kẹt này bề ngang là 4,5 m, bề dài 12,5 m. Đóng đem về Đắk Lắk, Đắk Nông các bạn. Các bạn thì chiếc này cái chiều cao của nó là 1,5 m các bạn. Được đóng cái ton là 8 ly. Ton là 8 ly các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu đóng những chiếc kẹt như thế này thì liên lạc với bên mình ha. Là ở đây thì đóng và sửa chữa tất cả các loại phương tiện bằng sắt, xà lan sắt, rồi ghe sắt, rồi chẹt thì gồm có là chẹt máy cài, máy cắt, máy kéo. Đó, Cube đều có hết trơn các bạn. Thì cái này là đem về Đắk Lắk, Đắk Nông. Do đó nên anh em và các bạn có nhu cầu đóng thì ở đâu mình cũng vận chuyển đến ha, cũng được hết ha. Này thì đem lên chiếc công này để kéo về Đắk Lắk, Đắk Nông ha. Đó, ở trên, đây này là phần ở trên ha. Đó, này đi Cube 07. À đây các bạn, thì cái chiếc này là vận chuyển đường bộ các bạn. Thì cái anh chủ chiếc kẹt này là ảnh đo cái trạm thu phí là nó lỗi. Ảnh đo là có là 4,5 m mà ảnh đo anh nói tới 4,6 m, do đó nên là phải thổi bỏ cái con lươn này ra để mà mới qua mấy trạm thu phí mới được các bạn. Đây là lên chiếc công này, lên chiếc container này để chuyển đi. Nhưng mà cái lý do là anh đo anh nói là 4,6 m, bây giờ thì phải thổi bỏ con lươn này mới vận chuyển qua bên cái mấy cái trạm thu phí được ha. Đây là vận chuyển lên Đắk Nông, Đắk Lắk đó chị. Mọi cái tiền vận chuyển đi các bạn, cái tiền vận chuyển đi là 100 triệu các bạn. Tiền vận chuyển đi không là 100 triệu. Lên chiếc công này kéo đi ha, lên chiếc công này kéo đi. Kìa, mấy ảnh đang xèo cái con lươn ra bỏ các bạn. Lý do là cái bên chủ chiếc chặt sắt này, chủ chiếc phà này là ảnh đo có 4,5 m mà ảnh đo tới 4,6 m, bây giờ thì bắt buộc phải làm khỏi bỏ con lươn mới qua bên cái trạm thu phí được các bạn. Đây các bạn, thì qua cái trạm thu phí không được ha, bắt buộc phải thổi bỏ cái con lươn ra bỏ để cho nó qua trạm thu phí. Thì là cái trạm thu phí nó chỉ có 4,5 m thôi các bạn, thì bây giờ thì nó đến 4,6 m là bắt buộc phải thổi bỏ hai bên ha, lượt hai bên chúng ta cắt. Chiếc chẹt quá đẹp luôn mà bắt buộc phải cắt bỏ cái hai con lươn. Bị lỗi một cái thì hàng vô cũng cực mà lấy ra cũng cực các bạn. Đó. Còn phải mài lại rồi mới sơn lại mới vận chuyển đi các bạn. Nhiều phút? 15. 15 phút nữa hả? Cái nào? Dưới đầu anh tới 25 phút rồi. Thank you.
lấy gần xong rồi các bạn. Giải thích là cho cái người đưa cái bản thiết kế cho bên công ty chống hơn đóng. Cái chạm thu phí nó chỉ có 4 mét rưỡi thôi, đưa là 4 mét 6 cho nên nó lú là bên bắt thôi. Lú là bên bắt rồi. Không qua được, bây giờ là phải cắt. Cái lúc mà trước thì em đóng mà anh về cái thiết kế nó ấy thì mình có tải mất công rồi này đó các bạn. Còn mình đóng là vừa tiếp tận nơi luôn, vừa đường thủy vừa đường bộ luôn, mình biết là vừa đóng được. Xin giải thích lại cho các bạn xem được biết ha, là cái công ty Nguyễn Trấn Hưng đóng theo thiết kế của mà bên khách hàng ha, thì bây giờ khách hàng vận chuyển đường bộ, do đó nên qua trạm thu phí không được, bắt buộc phải cắt bỏ các bạn. Đó, là trạm thu phí thì chỉ có 4 mét rưỡi thôi, thì cái này đóng đến 4 mét 6, do đó nên bắt buộc phải cắt bỏ hang luôn. Đó, là đóng theo yêu cầu của khách hàng mà bây giờ thì qua trạm thu phí không được. Cái này là lỗi, giờ lỗi là do bên khách hàng các bạn. Này chuyển về đắk nông cái chảnh các bạn. Giống như là bắn pháo bông nha bạn. Đây các bạn, bây giờ thì máy ảnh đang mài ra để sơn lại các bạn. Cái này là do mà thiết kế theo bản vẽ của bên khách hàng, mà bây giờ phải mấy anh bên này phải rất là cực khổ các bạn. Mến chào các bạn nha, hôm nay mình đến với công ty đóng tàu sắt Nguyễn Trấn Hưng để xem hạ thủy chiếc chẹt 07 các bạn. Thì hôm nay thì thường lại thì hạ thủy, mà hôm nay thì kéo lên container để đem về Đắk Lắk các bạn. Thì chiếc chẹt này là bề ngang là 4 mét rưỡi, bề dài là 12 mét 5, bạn chiều cao là 1 mét rưỡi ha, được đóng bằng sắt 8 ly. Lý do là không có con lươn các bạn, thì chiếc chèn này mới vừa cắt bỏ con lươn ha, là lý do là đi qua đi đường bộ các bạn, đi đường bộ á, kéo bằng container lên Đắk Lắk Đắk Nông á, thì đi đường bộ thì nó sẽ vướng bề ngang, nó chỉ có được đi đường bộ qua những trạm thu phí á, thì chiều ngang nó chỉ được có 4 mét rưỡi thôi, bắt buộc phải cắt bỏ hai cái con lươn hai bên, do đó nên chèn này không có con lươn các bạn. Đó, thì vừa cắt bỏ hai con lươn để cho được 4 mét rưỡi để mà đi qua những trạm thu phí ha. Mấy anh đang thêm cái phao để kế thêm để quay chiếc chạc lại các bạn, thì phải quay chiếc chạc lại đặng cho lên container ha. Đây các bạn đang kéo ra để quay đầu chiếc chạc lại ha. Trở lại con
coi giờ quay xe mát không đã ta. Thấy không? Cáp ơi nghe, chắc con cáp ơi nghe. Đây bây giờ thì ảnh đây đang cần vô cái đít xe. Không được cái thao vô chạy. Không đít rồi, không tắt rồi. Rối đồ hình chân. Rồi đây kia bạn. Đó, giờ đang vô cái thao đít nha. Đậu đằng kia. Vô cái thao đậu thì cũng rất qua luôn mà. Cái chiếc này có nó đơn giản như cái hộp chiếc hình nhật kinh nhưng mà nó cũng rối quá. Đây các bạn, bây giờ kéo gần ra tới đích cái chiếc xe ha, gần lên container ha. Chiếc này thì xin thông báo với các bạn là đem về Đắk Lắk ha bạn. Giờ thì mấy ảnh bơm cho thật cao lên để che chiếc container này vô hết bạn.